đề xuất cho hai quận và năm huyện đồng loạt lên thành phố, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn huyện. Liên danh tư vấn cho quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đề xuất quy hoạch phát triển địa phương với 5 vùng đô thị, trong đó hai quận và năm huyện dự kiến sẽ trở thành các thành phố ở phía Bắc, Tây và Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Liên danh tư vấn cho quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh gồm Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Viện Quy hoạch Miền Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Không gian xanh và Công ty NCT. Theo đề xuất của liên danh tư vấn, thành phố Hồ Chí Minh nên phát triển theo mô hình đa trung tâm. Khi đó, sẽ xây dựng những trung tâm đô thị quy mô lớn ở các cửa ngõ thành phố nơi có quỹ đất lớn, giá đất thấp nhằm kiến tạo nơi sống và làm việc cho số đông người lao động và tăng mật độ dân số. Vì vậy, đơn vị tư vấn đề xuất quy hoạch phát triển 5 vùng đô thị gồm vùng trung tâm, khu trung tâm hiện hữu, quận Bình Thạnh, một phần quận 12 và Gò Vấp, thành phố Thủ Đức, thành phố, phía bắc, huyện Hóc Môn, Củ Chi, thành phố, phía tây, khu vực quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, thành phố, phía nam, quận 7, huyện Nhà Bè, Cần Giờ. Trong đó, vùng đô thị trung tâm hiện hữu với 5 đến 6 triệu dân là khu hành chính, đối ngoại, thương mại, dịch vụ, kinh tế tri thức, đô thị sáng tạo vùng này gồm vùng Sài Gòn, vùng chợ lớn, khu vực Bình Thạnh, Nam sân bay, Tây sân bay, khu sân bay, Bình Cuối Thành Đà, Đông Nam quận 12, phía Đông quận Gò Vấp, phía Tây quận Gò Vấp, phía Tây Nam quận 12, vùng phía Tây khu đô thị trung tâm. Thành phố Thủ Đức với 3 triệu người, trọng tâm là đô thị sáng tạo, giáo dục, đào tạo, công nghiệp công nghệ cao, trung tâm tài chính, y tế, du lịch sinh thái. Thành phố phía Bắc với 4 đến 5 triệu người là đô thị dịch vụ giải trí, văn hóa, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ sinh thái môi trường và nông nghiệp, sản xuất công nghiệp dẫn dắt, hỗ trợ và đào tạo công nghệ phục vụ nông nghiệp và công nghệ sinh thái môi trường. Thành phố, phía Tây Nam gồm khu vực nằm trong quốc lộ 1A, 22, đường Lê Văn Khương thuộc quận 12, huyện Hóc Môn, trung tâm Hóc Môn, phía Tây Hóc Môn, trung tâm phát triển mới quận 12 huyện Hóc Môn, phía Tây đường vành đai 3, khu đô thị hiện hữu Củ Chi, Tây Nam Đông Nam Củ Chi, khu sinh thái Củ Chi, công viên sinh thái lâm nghiệp, công nghiệp Củ Chi, khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, Đông Bắc Củ Chi. Thành phố, phía Tây với 2 đến 3 triệu người là đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại, công nghệ và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trung tâm y sinh hóa dược, giáo dục đào tạo. Vùng này gồm khu vực Tân Nhật Lê Minh Xuân, khu vực nằm giữa quốc lộ 1 và đường Tân Tạo chợ đệm, khu Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc, Bình Lợi Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Tân Túc, phía Nam đường vành đai 3. Thứ năm là thành phố, phía Nam với 3 đến 4 triệu người là đô thị công nghệ cao, sinh thái nước, kinh tế tri thức, văn hóa nghệ thuật, triển lãm, hội trợ, giải trí, du lịch sinh thái, công nghiệp, logistics, trung tâm kinh tế biển. Vùng này gồm khu vực phía Nam Kênh Đôi, phía Đông sông Cần Duộc đến rạch Ông Lớn, phía Tây đường Nguyễn Hữu Thọ, phía Đông đường Nguyễn Hữu Thọ, khu Long Thới, Hiệp Phước, Bình Khánh, khu đô thị gắn với cảng Bình Khánh, khu sinh thái nông nghiệp du lịch, khu đô thị Cần Thạnh, khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn huyện, Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh có 5 huyện là Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ. Nếu đề xuất này trở thành thực tiễn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn huyện, ngoài ra hai quận khác là Bình Chánh và quận 7 cũng trở thành một phần của thành phố phía Tây và Nam tương lai theo đề xuất này. Diện tích hai quận và 7 huyện lên đến 1689 km2, chiếm đến 80% diện tích của thành phố Hồ Chí Minh, trong đó lớn nhất là huyện Cần Giờ với 704 km2. Đáng chú ý, hồi tháng 7 năm 2022, năm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ đều chọn mô hình thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, chứ không chọn mô hình quận. Cụ thể, trong báo cáo công tác 3 năm triển khai đề án thực hiện chuyển đổi một số huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh lên quận hoặc thành phố trực thuộc thành phố giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc chuyển đổi đơn vị hành chính quận đối với năm huyện trên là khó đạt được từ nay đến năm 2030 do vướng nhiều tiêu chí chuyển đổi lên quận mô hình thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh như trường hợp tội phạm Thủ Đức là phương án được cả năm huyện lựa chọn. Điều này sẽ đáp ứng mục tiêu chuyển các đơn vị hành chính huyện thành đơn vị hành chính cấp đô thị nhưng vẫn giữ lại một số khu vực nông nghiệp ngoại thành của đơn vị hành chính mới trực thuộc. Bình Chánh phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 3 và làm thủ tục đề nghị công nhận thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2025. Đây là huyện có diện tích lớn thứ 3 của thành phố Hồ Chí Minh, 253 km2, được định hướng trở thành trung tâm đô thị công nghiệp của phía Tây thành phố. Hồ Chí Minh với đầy đủ đặc tính của một đô thị công nghiệp hiện đại. Trong khi đó, huyện Cần Giờ với diện tích 705 km vuông lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành thành phố xanh, du lịch sinh thái thân thiện môi trường, trở thành khu đô thị biển, du lịch sinh thái nghỉ ngơi và giải trí. Các huyện Hóc Môn, Nhà Bè và Củ Chi muốn lên thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh để vừa có nội thị, phường, vừa có ngoại thị, xã vừa phát triển đô thị hóa như các quận nội thành nhưng đồng thời vẫn duy trì một số xã thuần nông hay có nhiều diện tích đất nông nghiệp để phát triển nông nghiệp xây dựng các điểm du lịch sinh thái đô thị xanh